Bồ Tát Địa Tạng độ người vãng sanh, diệu hạnh. Tại thôn Chương Hóa có vợ chồng Ngô cư sĩ đã quy y được vài năm. Bình thường đối với người rất thành tâm, thân thiết, hòa ái. Ông có nhiều công ty kinh doanh, rất là quy mô. Sau khi quy y Phật, rất siêng năng học Phật, nhiệt tâm hộ tài các đạo tràng. Giữa tháng 7 năm 1979, cha của ông bệnh hơn một năm đã an tường vãng sanh. Do cả hai vợ chồng hàng ngày tinh tấn tu hành, chánh tính tam bảo, nên lo tang ma cho cha theo nghi thức Phật giáo một cách chu đáo, lại cầu nguyện đại lực của Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho vong linh thân phụ được nghiệp chướng tiêu trừ, thuận lợi vãng sanh. Bấy giờ, bà Ngô mới kể cho chúng tôi nghe chuyện của chồng bà khi vãng sanh đã có điềm lành xuất hiện. Gương mặt của bà vẫn còn niềm hân hoan của pháp hỷ. Lúc còn sinh tiền, ông ấy rất thích ăn thịt cá, không bữa nào không có. Cho đến khi tuổi già sức yếu, bệnh khổ trói thân, tâm thần bất định, thường thấy bà con đã chết và cô hồn ngạ quỷ vây quanh giường bệnh muốn kéo ông đi. Lại do nằm lâu trên giường nên thân thể lở loét, thường bốc mùi hôi hám khó chịu. Tôi và Ngô cư sĩ khuyên ông nên quy y Tam Bảo, một lòng hướng về Phật A Di Đà, nhất tâm xưng niệm thánh hiệu của ngài để diệt trừ bệnh khổ. Ông nghe lời, ngày rằm tháng 7 âm lịch năm ngoái, ông bắt đầu phát nguyện ăn chay, nằm trên giường bệnh vẫn nhất tâm niệm Phật, do đó mà không còn thấy vong linh quyến thuộc và các cô hồn ngạ quỷ, thân thể cũng không còn phát ra mùi hôi khó chịu nữa. Những ngày trước, chồng tôi nhiều lần vui vẻ bảo chúng tôi là ông thường thấy một ao nước thù thắng trang nghiêm, vườn hoa, âm nhạc tuyệt diệu trong trẻo, vui tai từ xa vẳng đến. Đến khi ông mất, sắc mặt vẫn y nhiên từ hòa, không một chút đau đớn giống như người nằm ngủ. Ngô cư sĩ tụng cho ông một bộ kinh Địa Tạng, khẩn nguyện Địa Tạng Bồ Tát từ bi gia hộ cho ông, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng oan khiên của nhiều đời. Sáng sớm sau khi ông qua đời, mọi người đều luân lưu ngồi bên cạnh niệm Phật. Qua 21 tiếng đồng hồ mới nhờ người thay y phục. Bấy giờ thân thể ông vẫn mềm mại như người còn sống. Nhập liệm xong để đến 7 ngày mới được đi hỏa táng, rồi thu xương cốt thờ tại linh đường ở nhà. Sau khi cử hành lễ tế mới đem linh cốt mai táng tại viện Địa Tạng. Sau giờ ngọ hôm ấy, gặp lúc Địa Tạng viện cử hành pháp hội Địa Tạng tháng 7, toàn gia chúng tôi đều đến đại điện cầu nguyện cho thân trung ấm của thân phụ có thể nhờ bà nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng tiêu trừ túc nghiệp, thoát ly ác đạo, sớm vãng sanh cõi lành về tịnh độ thế giới. Sau khi pháp hội kết thúc, Ngô cư sĩ cao hứng chạy theo tôi nói, lúc nãy khi tụng kinh Địa Tạng quyển hạ xong, tiếp đến niệm thánh hiệu Địa Tạng, ông thấy hai bên lầu đại điện, Bồ Tát Địa Tạng toàn thân phóng hào quang, tay nâng trung tấm thân của cha mình bay bổng lên trên. Ngô cư sĩ càng thêm tĩnh tâm, xưng niệm thánh hiệu cho đến khi hào quang biến mất. Tôi nghe xong, tán thán tâm trí thành của những người con hiếu đã cảm ứng đến sự gia hộ và nguyện lực Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho vong linh siêu thân khỏi đọa vào ba ác đạo thống khổ. Bà Ngô cũng tiếp theo nói, sau khi cúng tuần thứ hai trở về, có một ngày, em dâu của Ngô cư sĩ nằm ngủ, mộng thấy Bồ Tát Địa Tạng dẫn cha của ông đi thẳng về phía trước, đi qua bốn cổng chính trên đường mới dừng lại một chút. Vì cửa không có mở, nên Địa Tạng Bồ Tát giọng mạnh tích trượng, cửa liền mở ra và đẩy vong linh phụ thân qua cửa nói rằng, đi qua nhanh lên, không được quay đầu lại. Vong linh thân phụ liền đi nhanh theo chân Địa Tạng Bồ Tát. Sau khi vượt qua cửa thứ 6, thì một vùng ánh sáng hiện rõ trước mắt, mộng đến đây thì tỉnh giấc. Thật là vui khi vong linh thân phụ nương nhờ sự tiếp dẫn của Địa Tạng Bồ Tát mà được vãng sanh cõi lành. Tôi nói, đó là do tâm trí thành cầu khẩn của các vị, lại cúng dường chiêm ngưỡng, đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát nên được cảm ứng. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng trong các kiếp quá khứ đã từng phát thệ nguyện rộng lớn, thường ở trong mười phương thế giới, hiện xuất từ bi oai thần, không thể nghĩ bàn, cứu giúp tất cả chúng sanh tội khổ, khiến tất cả chúng sanh chứng đắc niết bàn an vui. Nghe xong, bà Ngô gật gật đầu lại nói, tuần thứ 5,
lại gặp viên Địa Tạng tham dự pháp hội cử hành tháng 8. Tuy được đài khí tượng báo trước có bão lớn sẽ đi ngang qua chỗ chúng tôi, nhưng chúng tôi đều quyết định đi xe đến viện Địa Tạng tham dự pháp hội. Trong khi pháp hội tiến hành thì bên ngoài gió bão rất mạnh, giống như có một sức mạnh vô hình muốn hủy hoại trái đất. Nhưng ở trong đại điện, mọi người đều nhất tâm, chuyên chú, ngồi thẳng tụng kinh, không một chút gì bị ngoại cảnh khuấy rối. Đến khi pháp hội kết thúc, chúng tôi mới thấy cơn bão càng lúc càng mạnh. Ngoài trời, thời tiết hiểm trở, xe cộ đi lại khó khăn. Nguyên lộ trình chỉ cần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thì chúng tôi phải mất hơn 4 tiếng mới về đến. Trên đường đi, chúng tôi luôn trì niệm thánh hiệu, Bồ Tát Địa Tạng mới có thể bình an trở về. Vài ngày, tuần thứ 7, tôi và Ngô cư sĩ hàng ngày sớm tối trì trai tụng kinh niệm Phật, đem công đức này hồi hướng đến cha của ông. Và đến khi gặp pháp hội Vu Lan Bồn, đem toàn bộ số tiền thu được trong tang lễ vì chay ma thiết trai cúng dường, nguyện rằng ông sẽ gặp Phật tu hành, sớm chứng Bồ Đề, mai này nương đại nguyện trở lại Ta Bà cứu độ chúng sanh. Sau khi nghe xong, đồng cảm với họ, tôi lấy kinh Địa Tạng đọc cho họ nghe một đoạn kinh để ấn chứng lời Phật dạy là thành thật không hư dối. Nếu có chúng sanh tạo ác nghiệp, đến kỳ thọ quả, tất đọa vào ác đạo, lại được quyến thuộc vì người sắp chết mà tu tập phước đức, thì các tội chướng thảy đều tiêu diệt. Sau khi người ấy mất, trong vòng 49 ngày, nếu vì họ mà làm các việc thiện, khiến họ xa ác đạo, được sanh cõi trời, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, bà con quyến thuộc đời này sẽ được lợi ích vô lượng. Ghi lại từ Nhân Thừa Phật Phán Đệ Nhất, quyển số 2, ngày 10 tháng 10 năm 1979.